Cô chú anh chị ơi, bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang có mặt ở ấp An Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi cái miếng đất lớn mặt tiền đường nhựa. Đây, khu đất đang cần bán nè cô chú anh chị. Chiều ngang á 50m, chiều dài 60m. Ở sau nở hậu đường chút xíu nha. Tổng diện tích á 2.977 m², gần 3.000 m², có 400 m² thổ cư, còn lại đất cây lâu năm. Mặt tiền cái đường nhựa này tên là đường số 792, lộ giới là 12m nha, từ giữa đường vô mỗi bên là 6m. Thì bây giờ anh Thanh chủ đất á là bán miếng đất này với giá 15 tỷ, tức là 300 triệu một mét ngang nha cô chú anh chị. Cái đường đi vô đất á là có hai hướng chính, một hướng là ngay công ty bò sữa thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh lộ 15 á, đi vô tới đây 2 cây. Còn một hướng là cô chú anh chị đi tỉnh lộ 7, đường Nguyễn Thị Rành á, vô tới đây cũng được. Đây, nhà hàng xóm đối diện người ta trồng bông hoa rất là đẹp nha. Nhà máy Thái nè cô chú anh chị. Cái đường nhựa này lộ giới là 12m nha. Thì đất này là hướng Đông Bắc. Đó, cái khu đất rất là rộng luôn. 2.977 m² và có 400 m² là thổ cư nha. Tấn sẽ ghi cái đường link định vị Google Maps để trong phần mô tả. Nếu cô chú anh chị muốn mua là liên hệ trực tiếp gặp anh Thanh chủ đất, không có qua môi giới trung gian. Nhà hàng xóm đối diện trồng bông hoa rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Hàng xóm đối diện là nhà máy Thái nè. Đường này là đường số 792, ấp An Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ở chỗ này á là sát bên trường tiểu học Tân Phú 2 và chỉ cách cái dự án vườn thú Safari Củ Chi á là có hơn 2 cây số thôi. Thì văn phòng ấp là kế bên nè. Đây, đi tới 50m là văn phòng ấp và đi ra khoảng 150m là cái đường bự nằm ngang á, là đường Bến Xúc. Quẹo phải 2 cây số là ra tỉnh lộ 15, ngay chỗ công ty bò sữa thành phố Hồ Chí Minh á. Cái chỗ này cách địa đạo Củ Chi là 8 cây nha. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 40 cây. Đây, ranh giới nè cô chú anh chị. Giáp hàng rào B40 này. Bây giờ Tấn sẽ nói chính xác chiều dài từng cạnh luôn nha. Đất này là nở hậu đựng chút á cô chú anh chị. Chiều ngang ở phía trước nè là 49m59. Đã ngang là 49m59. Là gần 50 ha. Ở sau nở hậu là 50m48. Còn chiều dài á là 59m6. Coi như là ngang 50 dài 60 đó. Tổng diện tích là 2.977 m² và có 400 m² thổ cư, còn lại đất cây lâu năm vườn. Đây, ngang qua tới hàng rào B40 bên đây. Đây, nhà cửa hàng xóm nè, kế bên là nhà máy Thái đây ha. Và phía bên đây là chùa Viên Minh. Đây, chùa này làm cái cổng đẹp nha cô chú anh chị. Đi thẳng vô hướng này á là khu dân cư nha, đông đúc lắm cô chú anh chị. Đường này lộ giới là 12m nè, mai mốt nhà nước sẽ còn mở bự nữa. Từ giữa đường vô mỗi bên là 6m ha. Thì đường là có đèn đường, nó cứ cây trụ điện là có đèn đường à. Ở đây là thuộc thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Thì có nhiều ý kiến đề xuất á là Củ Chi này sẽ gộp chung với lại Hóc Môn và quận 12 á để thành lập cái thành phố trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, giống như thành phố Thủ Đức bây giờ đó. Rồi cũng có ý kiến người ta nói là Hóc Môn với lại Củ Chi là sẽ lên quận. Thì chúng ta sẽ chờ xem tương lai sẽ như thế nào nha. Ngay phía trước đất là có máy tập thể dục luôn nè. Cô chú anh chị thấy đã không? Và đường dây điện trụ điện nhà nước á, là đi phía đối diện đất. Cho nên bên phía miếng đất đang cần bán không có vướng đường dây điện trụ điện nha. Ở trên đất chúng ta thấy hai cây trụ điện nhỏ là cái đường điện để câu vô đất đó. Còn đường điện nhà nước là đi phía đối diện nè. Đó, miếng đất này có nhiều điểm cộng. Thứ nhất nở hậu, thứ hai là rộng rãi,
Ở đây cô chú anh chị là có thể mua rồi tách thửa cũng được nha. Còn nhà hàng xóm ở đây là nhà máy Thái, kế bên văn phòng ấp luôn, cách văn phòng ấp 50 m, cách đường Bến Xúc là 150 m, cách tỉnh lộ 15 2 cây. Chỗ này cách ngã tư Tân Quy là 20 cây nha. Cách chợ Hóc Môn là khoảng 30 cây. Vô sân bay Tân Sơn Nhất là khoảng 45 cây nha cô chú anh chị. Rồi chúng ta coi cái nền đất nè. Đó, đất gò cao ráo bằng phẳng nha, nhìn giống như sân đá banh vậy đó. Nay mùa mưa cho nên là cỏ nó mọc nè. Thì cái chiều dài là 60 m dài tới mấy cái cây cao cao đó cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn nha. Còn nếu muốn mua đất á, là liên hệ gặp anh Thanh, chủ đất. Giá bán là 15 tỷ, tức là 300 triệu một mét ngang nha. Ảnh nói là nếu cô chú anh chị mua nhanh gọn lẹ là ảnh sẽ bớt chút đỉnh nha. Thì giấy tờ của khu đất này cô chú anh chị hiện tại là tờ sổ đỏ, là từ năm 2005 tới bây giờ luôn á. Nếu giờ cô chú anh chị mua sang tên là sẽ ra sổ mới, đó là sổ hồng nha. Cái bìa màu hồng gọi là sổ hồng. Rồi đây là bản vẽ sơ đồ của khu đất này cô chú anh chị. Đầu tiên chúng ta coi cái sơ đồ nha. Thì đất này là hướng đông bắc. Cái đường mặt tiền á là đường nhựa, đường 792, lộ giới 12 m. Từ giữa đường vô mỗi bên là 6 m nha. Và diện tích của miếng đất nè, cô chú anh chị thấy miếng đất này diện tích đẹp không? Nhìn trên cái sơ đồ này á, giống như cái hình vuông vậy ha. Nở hậu đựng chút nha. Chiều ngang ở phía trước giáp mặt đường á là 49 m 59. Cái cạnh ở sau 50 m 48. Còn chiều dài á là 59 m 6. Mấy cái đường mà đứt khúc nó cắt trong sơ đồ đó cô chú anh chị, đó là cái vị trí ranh giới để chúng ta được lên thổ cư đó, chứ không phải là lộ giới của đường nha. Đường là lộ giới chỉ có 12 mét thôi. Địa chỉ đất á là ấp An Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích đất là 2.977 m². Trong đó là có 400 m² thổ cư nha, còn lại đất cây lâu năm. Đây thì cái bản vẽ này á là có mộc đỏ của văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tấn nhắc lại cái giá bán nha cô chú anh chị, 15 tỷ, tức là 300 triệu một mét ngang. Cô chú anh chị muốn thương lượng giá cả thì alo trực tiếp cho anh Thanh. Tấn sẽ ghi cái đường link định vị Google Maps của đất để trong phần mô tả nha. Để chúng ta thấy là đường điện nhà nước là đi phía bên đối diện, cho nên bên miếng đất đang cần bán là không có vướng dây điện, trụ điện gì hết. Đây là số điện thoại của anh Thanh, chủ đất nè cô chú anh chị. 0979 419 689. 0979 419 689. 0979 419 689. Gặp anh Thanh. Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn đang có mặt ở đường tỉnh lộ 15 và ngay cái ngã ba đường vô đất nha cô chú anh chị. Đường vô đất là cái đường bên đó, tên là đường Bến Xúc nha. Đây ngay ngã ba nè. Đường này là tỉnh lộ 15, đi về hướng này là ngã tư Tân Quy rồi vô Hóc Môn, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha. Ở đây đi ngã tư Tân Quy là 18 cây, đi chợ Hóc Môn là 30 cây, đi vô sân bay Tân Sơn Nhất là 45 cây. Thì ngay đầu đường vô là công ty bò sữa thành phố Hồ Chí Minh nè cô chú anh chị. Đó, công ty bò sữa. Còn đi về hướng này 6 cây số là địa đạo Củ Chi nè, và đi 7 cây số rưỡi á là cầu Bến Xúc. Bắc qua sông Sài Gòn kết nối với lại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương á. Chỗ này là gần Bình Dương nha, vừa gần Dầu Tiếng vừa gần Bến Cá luôn. Đây. Này là công ty bò sữa nha cô chú anh chị. Thank you.
đi vô trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là đi hướng này nha. Đường này là tỉnh lộ 15, nhà nước mới vừa nâng cấp cái đường liền lạc rất là đẹp luôn. Còn bây giờ cái đường vô đất tên là đường Bến Xúc nè, là ngay bên hông của công ty bò sữa thành phố Hồ Chí Minh nha. Định vị Google Maps của đất á, Tấn sẽ ghi cái đường link và để trong phần mô tả. Cái đường Bến Xúc này á thì dài khoảng 4 cây số. Cái vị trí của đất đang cần bán là nó nằm đoạn giữa của cái đường này nha. Ở đây mình chạy vô 2 cây số, quẹo trái là sẽ tới đất nha cô chú anh chị. Đây, công ty bò sữa thành phố Hồ Chí Minh nè. Rồi, bây giờ Tấn sẽ lên xe và chạy vô cho cô chú anh chị coi đường đi nha. Thì cô chú anh chị có thể đi cái hướng tỉnh lộ 7, đường Nguyễn Thị Rành vô cũng được. Đó là có 2 hướng. Thì ngay cái ngã ba công ty bò sữa đó cô chú anh chị, là cách bệnh viện Củ Chi 3 cây số rưỡi, cách ủy ban xã Phú Mỹ Hưng á là 3 cây. Đây có nhà máy Nhật nè. Đây, dọc theo cái đường Bến Xúc này thì nhà cửa dân cư quá chừng luôn. Cứ một cây trụ điện là có một cái đèn đường à. Bây giờ mình rẽ trái nè cô chú anh chị. Tấn sẽ ghi cái đường link định vị Google Maps của đất để trong phần mô tả nha. Rẽ trái vô đường số 792, ngay cái bảng là ấp Văn Hóa An Bình. Còn đi thẳng ra hướng này 2 cây số là ra đường Nguyễn Thị Rành nha. Đây, quẹo trái vô hơn 100 mét thôi là tới đất nha cô chú anh chị. Khu đất bự 50 x 60 và có tới 400 m² thổ cư lận. Cô chú anh chị mua là có thể xây căn biệt thự siêu to khổng lồ. Bên phía tay phải là văn phòng ấp là đang xây dựng mới nè cô chú anh chị. Còn bên phía tay trái á, là đường 791. Đó, đường mình đang đi là 792 mặt tiền của đất nha, lộ giới 12 m. Tập quá nè. Rồi miếng đất trống là bên tay phải nè cô chú anh chị, 15 tỷ nha. Cô chú anh chị muốn mua là liên hệ anh Thanh. À, Tấn sẽ ghi cái đường link định vị Google Maps là để trong phần mô tả. Đất hướng Đông Bắc. Rồi, nhà hàng xóm đối diện là nhà máy Thái, người ta trồng hoa, nhìn đẹp quá. Đây, ranh giới đất là tới hàng rào bên tay phải nè. Đối diện với lại mấy cái máy tập thể dục nè cô chú anh chị. Đây là cổng chùa Viên Minh và nhà hàng xóm nè, nhà máy Thái. Đó, mình chạy vô trong là nhà cửa dân cư đông lắm nha cô chú anh chị ơi. Đây, bây giờ từ ở trong đất Tấn sẽ chạy quay ngược ra cái đường Bến Xúc lúc nãy nha cô chú anh chị, cho cô chú anh chị xem thêm một khúc trên đường Bến Xúc nữa nha. Là chúng ta sẽ thấy trường tiểu học nè, rồi nhà thờ Tinh Lành nè, và nhà cửa dân cư. Cho cô chú anh chị xem thêm. Đây, quay trở ra thì văn phòng ấp là bên tay trái nè cô chú anh chị, đang xây mới. Phía sau lưng của văn phòng ấp là cái trường tiểu học á. Giờ ra cái đường Bến Xúc nè, Tấn sẽ quay cái cổng trường cho cô chú anh chị coi. Quẹo phải là quay trở ra tỉnh lộ 15, ngay công ty bò sữa lúc nãy nha. Còn giờ quẹo trái hướng về đường Nguyễn Thị Rành. Đây, giờ quẹo qua là ngay cổng trường nè cô chú anh chị. Trường tiểu học An Phú 2. Và kế bên là có nhà thờ Tinh Lành nha. Mai mốt là sẽ có vườn thú Safari Củ Chi nha cô chú anh chị. Là gần khu vực này luôn nha. Cho nên á, Củ Chi là tiềm năng lắm. Tương lai là có thể sẽ lên quận, hoặc là gộp với lại Hóc Môn quận 12 là lên thành phố luôn đó.
Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.